Hi, chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với Mạnh Nhỏ của Minh Thành Vlog. Đầu tiên Thành cũng xin được lời chào và con xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thành Vlog. Không có nói gì hơn, một lần nữa Thành xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Video hôm nay Thành xin chia sẻ SYM ZX150, chiếc xe đẹp ngang Basic 160 mà giá chưa tới 50 triệu. SYM ZX150 là dòng xe vừa có màn ra mắt hoành tráng, gây chấn động thị trường xe máy và phủ sóng khắp các trang truyền thông lớn. Với những trang bị đang có, nó đang được nhận định là sẽ cạnh tranh trực tiếp với mẫu Basic 160 của nhà Honda. Tuy nhiên, SYM ZX150 lại có mức giá bán chỉ khoảng dưới 50 triệu đồng, nhưng lại xịn sò chẳng kém gì đối thủ. SYM ZX150 thuộc dòng xe Maxi Cutter giống với Basic 160, nhưng nó lại mang một thiết kế táo bạo hơn rất nhiều so với đối thủ. Những chi tiết cắt xẻ nội khối 3D đã khiến vẻ ngoài của SYM ZX150 trông chẳng khác gì một chiếc phi thuyền không gian. Các đường nét thiết kế này của SYM ZX150 là mình tin rằng chúng không chỉ đơn thuần là tạo nên vẻ đẹp hình thể, mà chúng còn góp phần không nhỏ trong việc tối ưu hóa tính khí động học, giúp SYM ZX150 ổn định và đỡ cản gió hơn khi vận hành trên đường trường. Đèn lái SYM ZX150 ẩn chứa công nghệ chiếu sáng LED, hứa hẹn sẽ đem tới luồng ánh sáng mạnh mẽ và ưu việt. Bên trên nó là một chiếc kính chắn gió táo bạo hạn chế những luồng gió mạnh tạt vào người lái. Đèn hậu SYM ZX150 thật sự trông cũng đẹp mắt không kém cạnh gì so với cụm đèn lái phía trước khi được vuốt lên cao. Nằm ngăn cách giữa hai bên đèn hậu là một khoảng không nho nhỏ, tạo nên một vẻ đẹp bí ẩn đầy mê hoặc khi bạn nhìn từ phía sau. SYM ZX150 sở hữu rất nhiều trang bị hiện đại. Những trang bị này đa số đều góp mặt trên nhiều những mẫu tay ga cao cấp, chẳng hạn như Smart Key, màn hình LCD, cổng sạc USB. Trong số đó thì thứ mình yêu thích nhất chính là cổng sạc USB, một trang bị cực kỳ tiện lợi, có thể sạc năng lượng cho rất nhiều thiết bị điện tử. Dàn chân SYM ZX150 đều sử dụng hệ thống thắng đĩa ở bánh trước và bánh sau, đặc biệt còn có thêm công nghệ CBS, hạn chế tình trạng trượt bánh trong quá trình xử lý phanh. Dĩ nhiên, khi có CBS thì hiệu suất thắng của SYM ZX150 cũng được cải thiện rất nhiều. SYM ZX150 dù mang trong mình khối động cơ dung tích 150cc SOHC, giải nhiệt bằng nước, nhưng nó chỉ đạt công suất tối đa 12,3 HP ở ngưỡng tua 8.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 12 nanomet tại 6.000 vòng trên phút. SYM ZX150 phiên bản màu xanh Titan như trên hình hiện đang được bán với mức giá tương đương 51,2 triệu đồng khi đổi sang tiền Việt, và nó cũng chính là phiên bản đặc biệt. Còn phiên bản tiêu chuẩn với các màu xám, đỏ, vàng thì có giá bán tương đương 49,6 triệu đồng khi đổi sang tiền Việt.
vừa rồi là thông tin và hình ảnh về chiếc SQM ZX 150 và những trang bị cũng như giá bán của mẫu xe này. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì, chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hữu ích cho Thành xin một like và đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.